Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán và nhập giá trị gió động và gió tĩnh vào mô hình. Đầu tiên ta phải chạy mô hình để lấy được những dao động của nó. Display, show table. Ta chỉ hiện giá trị của modal, load pattern và load combination ta để ninh, để những cái giá trị cho ra là ít nhất. Ok. Ta display story data, diagram center of mass displacement và modal participating mass ratios, và cuối cùng là center of mass and rigidity. Ok. Đầu tiên ta sẽ điền vào bảng story data thông tin về thông số tầng. Ta chỉ cần cấp đến tầng 1 vì gió chỉ có tác dụng đến tầng 1 thôi. Đây là tâm mình học. Đây là tâm khối lượng, XCM là tâm khối lượng, XCCM là tâm hình học, XCR là tâm cứng. Ở đây ta có tần số thì sẽ bằng là 1/4 chu kỳ. Đến dạng dao động thứ tư là nó đã lớn hơn 1.3. Ở đây ví dụ nên ta sẽ tính toán luôn đến dao động thứ tư. Vào building mode, ta thấy dao động ở dạng dao động thứ nhất thì nó không đổi dấu, dao động thứ hai cũng không đổi dấu, dao động thứ ba cũng không đổi dấu, dao động thứ tư thì đổi dấu một lần. Vậy ba dạng dao động đầu tiên là dạng dao động thứ nhất và dao động thứ tư là thuộc dạng dao động thứ hai. Ở dạng dao động thứ nhất thì cái phương ngu ít ở dao động thứ nhất là lớn nhất, thành phần tham gia dao động lớn nhất, khối lượng tham gia dao động. Y là ở dao động thứ ba. Nó sẽ tự link với lại cái sheet story data. Khối lượng cũng vậy. ở phương x thì ta có là ở dạng dao động thứ nhất là mod 1 và dạng dao động thứ hai là mod 4. Y thì dạng dao động thứ nhất là mod 3 và dạng dao động thứ hai là mod 4. Đây là ấn với chu. Kỳ của từng dạng dao động, Để lấy những giá trị này ta sẽ qua sheet building mode và mode 1 chỉ lấy giá trị x từ rf cho tới tầng 1. Mode 4 mod 3 ta lấy theo phương y. Ta có thể thấy được cái đường xanh này là ấn với mod 1 là dạng dao động thứ nhất và mod 4 là dạng dao động thứ hai. Đây là bảng tính giá trị gió tĩnh, gió theo phương x thuộc vùng 2A. Đây là hướng gió hướng x. Cái giá trị này sẽ tự động link với các xích. Đây là bề rộng đón gió và đây là chiều cao đón gió, đây là diện tích đón gió và đây là giá trị k. Hệ số c là bằng 0.8 cộng 0.6 sẽ ra được những giá trị và nó sẽ tự tính toán ra giá trị dao động của phương x. Ta không có dạng dao động thứ 3 nên đây là không có giá trị. Với y, bên cái phương y cũng như vậy. Ta cần điền vào bề rộng đón gió và chiều cao đón gió. Sẽ ra được cho ta dao động của phương y. Và đây là bảng tổng hợp gió. Ta có tâm khối lượng XCM từ F cho đến tầng 1. Và tâm hình học là XCCM. ta tiến hành nhập giá trị giới tỉnh, mở khóa mô hình. Modify block pattern, giới tỉnh cái phương x. Giới tỉnh thì ta sẽ gán vào tâm hình học. Đây là giới tỉnh theo phương x. Giá tỉnh đây là tọa độ của thăm hình học ta cần khai báo. Vậy ta lấy tam hình học, ta bấm Ctrl V. Mọi người thấy là nó đã tự động bắt vô. Ok. Tiếp tục là giáo tỉnh theo phương y. Để ta xóa đi. Được. Ta chỉ cần thay giá trị của giới tỉnh theo phương y vào. Lúc này phương y đã nằm ở cột kế bên phương x, chúng ta phải mua nó qua. Tiếp tục copy và paste vào. Okay. Đến dao động. Dao động thứ nhất. Đây là dao động của phương x và dao động thứ nhất, dao động diện 1. Dao động thứ nhất. Dao động thì ta sẽ gán vô tam khối lượng. Ctrl C rồi tab, ta sẽ để ông chuột tại vị trí này và bấm Ctrl V. Dao động thứ hai theo phương x. de ok. Nếu động thứ ba thì ta không có thì ta sẽ không chọn. Nếu động thứ nhất thì con y. Copy. Bắt vào. Nó làm thứ hai. Bắt vào. Ok. Ok, vậy là ta đã hoàn tất việc nhập giá trị gió tĩnh và gió đậm cho mô hình.